Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Xpander phiên bản MT, phiên bản số sàn quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân. Và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Và ở chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 460 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp quý vị các bạn nhé. Vì vậy mà quý vị và các bạn nào mà muốn mua chiếc xe này thì cũng chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander 2020 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Xpander 2020 màu trắng trai này các bạn nhé. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Nhìn về cái phần bên ngoài, phần thân vỏ bên ngoài, phần nước sơn bên ngoài đây các bạn thấy đấy ạ. Màu trắng trai và sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều luôn quý vị các bạn nhé. Chỉ hơn 400 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã có ngay một chiếc xe MPV 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc này các bạn nhé. Là giàn đúc mặt phay và giàn lốp thì còn rất là dày luôn các bạn này. Đấy, giàn lốp rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 6 vạn km thôi. Và toàn bộ từ cụm đèn pha cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì. Còn rất là mới này. Đèn LED ban ngày này, gọi là đèn daylight. Đấy, đều rất là đẹp luôn bạn nhá. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Rất là đẹp luôn. Và gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, rất là mới luôn các bạn này. Cụm đèn hậu cũng vậy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn này. Phiên bản Mitsubishi Xpander. Đấy, cụm đèn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ về cái phần ngoại thất bên ngoài đều rất là đẹp như này đây. Đấy, tuy là chúng tôi để đây nó hơi bụi bẩn một chút thôi, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Màu trắng ngọc trai thì để ra nắng là rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chạy ở ngoài trắng rồi nắng nhé, nhìn rất là đẹp luôn các bạn ạ. Toàn bộ về phần ngoại thất rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe cũng như là về phần keo chỉ bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía trước bên lái này. Toàn bộ keo chỉ nguyên bản này. Táp bi cánh cửa rất là mới này, từ táp bi cho đến táp lô đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Vô lăng, cần số này, tay phanh này đều rất là đẹp này, táp lô này. Màn hình thì xe cũng đã được trang bị màn hình Android rồi, camera lùi đầy đủ rồi. Đồng hồ công tơ mét đây, mới lăn bánh được hơn 6 vạn km luôn các bạn nhé. Rất là mới luôn. Nội thất đã có bộ ghế da rồi này. Đấy, trải sàn da này, lót sàn 5D này, đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nắp carbon, nắp cốp này, mở hết. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía sau. Đấy, táp bi cánh cửa phía sau bên phụ, ở bên lái, đây là bên lái các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này đều rất đẹp này. Đấy, nội thất này, bộ ghế da này, bộ ghế da rất là mới này, trải sàn da này, lót sàn 5D này. Đấy, đều có rồi, rất là đẹp, rất là sang, rất là sạch sẽ luôn các bạn nhé. Đấy, hàng ghế ngồi phía sau. Đấy, đều rất là mới này. Hàng ghế sau này thì rất là mới luôn, chưa có người ngồi. Đằng sau này thì gần như chưa có người ngồi đến, cho nên là đều rất là mới luôn các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem này. Đấy, toàn bộ từ những cái phần ốc cốp sau này, keo chỉ cốp sau này còn nguyên bản hết này, chưa có đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Chưa có phải sơn lại gì đâu các bạn này. Đấy, đều rất là đẹp luôn này. Đấy, khoang để đồ này, kích kiếc trong đây này. Đấy, hàng ghế này đều rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau
bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản này, tắp đi cánh cửa này, đấy, đều rất là đẹp luôn này. Đấy, toàn bộ nội thất đều rất là mới luôn các bạn nhé, phiên bản số sàn, đấy, rất đẹp. Và tiếp theo tôi sẽ mở cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Keo chỉ cánh cửa này, keo chỉ này, táp bi cánh cửa này, rất là đẹp luôn. Toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất là mới như này đây các bạn này. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản, chưa có con ốc nào bị tháo ra đâu. Đấy, thảm lót sàn 5D đều rất đẹp luôn các bạn này. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Từ khi những chiếc xe Xpander ra đời thì một loạt những xe cùng phân khúc của các hãng khác có thể nói là bị ế luôn. Bởi vì Mitsubishi đã trang bị cho chiếc Xpander này cái khối động cơ xăng chỉ với dung tích 1.5 lít thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu bạn nhé. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, cho nên là những cái phân khúc mà anh em mua để chạy dịch vụ ấy thì gần như là anh em chuyển hết sang Xpander để mua. Thì nó là giá xe thì rẻ mà lại tiết kiệm nhiên liệu, cho nên là chạy rất là hiệu quả các bạn ạ. Đây, và ở cái động cơ này thì là toàn bộ những cái ốc chân máy này, ốc mặt máy này là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, động cơ với dung tích 1.5 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp, rất là tiết kiệm nhiên liệu, chỉ có hơn 5 lít cho 100 km quãng đường thôi các bạn ạ. Đấy, và toàn bộ từ những cái ốc cabo này còn nguyên bản này. Đấy, ốc cabo còn nguyên bản này, chưa có vết tháo, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Keo chỉ cabo này còn nguyên hết luôn này. Đấy, tất cả là còn nguyên và còn rất đẹp luôn này. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi các bạn này. Đấy, đều rất là đẹp, rất là mới như thế này đây các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe MPV 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc Mitsubishi Xpander 2020 này các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 460 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander 2020 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.